Tại tỉnh Quảng Nam, từ đêm qua đến trưa ngày hôm nay đã có mưa to. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Tỉnh Quảng Nam cũng ghi nhận một người bị mất tích khi chèo ghe mưu sinh ở huyện Thăng Bình. Theo ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Quảng Nam, mưa lớn đã khiến một số tuyến đường ngập nước. Cụ thể, quốc lộ 14H đoạn qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, nước ngập khoảng từ 0,4 đến 0,7 mét. Quốc lộ 40B tại ngầm sông Trường ngập nước sâu từ 0,5 đến 1 mét. Các tuyến tỉnh lộ như DT603B nước ngập sâu khoảng 0,3 mét. Tuyến DT615 địa phận thuộc xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh ngập nước sâu từ 0,7 đến 1 mét, khiến phương tiện đi lại khó khăn. Còn tại thành phố Tam Kỳ, nhiều tuyến đường trung tâm nước dâng cao từ 0,3 đến 0,5 mét. Do nước dâng cao đột ngột, hệ thống ống thoát nước của thành phố không kịp xử lý, làm ảnh hưởng tới tình hình giao thông đi lại của người dân.